báo mất tiền oan dịch vụ xét nghiệm PCR tại nhà, quảng cáo vài tiếng có ngay, gần một tuần sau mới trả kết quả. Thưa quý vị, hiện nay thì tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp khi mà mỗi ngày ghi nhận hàng nghìn ca mắc. Trước tình hình này, một số quận huyện trên địa bàn thành phố đã dừng các hoạt động không thiết yếu, người dân được khuyến cáo ở nhà và chỉ ra ngoài khi mà thực sự cần thiết, không tập trung đông người. Chính vì vậy dẫn đến việc mua bán hàng online nở rộ, người dân tìm kiếm thông tin về nhu yếu phẩm thiết yếu, các thông tin liên quan khám chữa bệnh COVID-19 qua Internet nhiều hơn, đặc biệt là dịch vụ xét nghiệm COVID-19 tại nhà. Cùng với đó, nhu cầu di chuyển về quê, du lịch vào thời điểm sát Tết cũng tăng cao. Vì muốn an toàn, nhiều người lựa chọn dịch vụ xét nghiệm tại nhà thay vì là đến bệnh viện, trung tâm y tế để tránh nguy cơ. Mới đây, anh Hát ở Hà Nội cho biết rằng là trước kỳ nghỉ Tết dương lịch 2022, gia đình anh và người bạn có đặt chuyến bay để đi du lịch. Do trong nhóm có nhiều trẻ nhỏ vì chưa tiêm vaccine, buộc phải có kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên âm tính có thời hạn 72 giờ thì mới được lên máy bay. Do đó, gia đình anh Hát và người bạn quyết định đặt dịch vụ xét nghiệm PCR tận nhà. Quá sốt ruột vì sáng 30 tháng 12, cả nhà phải ra sân bay. 8 giờ anh Hát điện lại cho người lấy mẫu thì nhận câu trả lời rằng tôi chỉ là nhân viên phụ trách lấy mẫu, kết quả là bộ phận khác. Tôi điện cho trung tâm thì nhận được câu trả lời sắp có kết quả. 15 phút sau tôi gọi lại, họ vẫn chưa có. Sau đó tôi gọi thì họ không nghe máy nữa. Anh Hát nhớ lại. Do gần đến giờ lên máy bay mà chưa có kết quả xét nghiệm, anh Hát đành bỏ thêm tiền làm test nhanh ngay tại sân bay cho mình và mọi người. Ngay đúng lúc gọi chúng tôi là những hành khách cuối cùng, nếu không chẳng biết trở tay thế nào, anh Hát bức xúc. Ngày 3 tháng 1, 6 ngày sau khi xét nghiệm, anh Hát tiếp tục điện cho trung tâm nhưng vẫn chưa có kết quả. Lúc tôi gọi điện, giọng của họ khá hốt hoảng. Khi tôi báo địa chỉ xong, họ phản hồi chờ một chút rồi tắt máy ngay. Ít phút sau họ gọi lại yêu cầu tôi gửi thông tin của những người được test để gửi kết quả, nhưng mà tôi đợi 5 tiếng sau vẫn không có thông tin gì. Chiều cùng ngày tôi tiếp tục điện cho trung tâm, họ yêu cầu tôi gửi thông tin những người được test COVID-19. 15 giờ cùng ngày tôi mới nhận được bản kết quả xét nghiệm. Anh Hát chia sẻ, trong vai là người muốn đăng ký thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2, chúng tôi liên hệ với trung tâm xét nghiệm Gentis qua số hotline. Nhân viên trung tâm này khẳng định nếu khách hàng muốn xét nghiệm PCR thì rất nhanh có kết quả. Xét nghiệm buổi sáng tôi có kết quả, chiều lấy mẫu, sáng hôm sau có, kết quả xét nghiệm sẽ được gửi về tận nhà. Nhân viên trung tâm cho biết rằng mẫu xét nghiệm đơn giản có giá 500 ngàn. Khi chúng tôi đặt vấn đề muốn đến trụ sở lấy kết quả trực tiếp, nhân viên cho biết rằng khách hàng có thể đến số 249A Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội để nhận kết quả. Theo tìm hiểu, đây là trụ sở của phòng xét nghiệm quốc tế Gentis, trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền công ty Gentis, được Sở Y tế Hà Nội cấp phép hoạt động số 3012 SIT GPHD ngày 4 tháng 10 năm 2016. Phạm vi hoạt động chuyên môn vi sinh, miễn dịch học, sinh học phân tử theo quy định của Luật Khám bệnh chữa bệnh, Nghị định 109/2016 NĐ-CP và Nghị định 155/2018 NĐ-CP. Ngày 9 tháng 8 năm 2021, Sở Y tế ban hành quyết định số 3445 QĐ-SIT về việc phê duyệt bổ sung một danh mục kỹ thuật trong khám chữa bệnh thực hiện tại phòng xét nghiệm quốc tế Gentis, trực thuộc công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền Coronavirus Real-Time PCR. Ngày 11 tháng 8 năm 2021, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương ban hành quyết định số 897 QĐ-VSDTTU về việc cấp giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 cho phòng xét nghiệm quốc tế Gentis. Công ty cổ phần dịch vụ phân tích di truyền đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time RT-PCR. Trước đó, tháng 8 năm 2021, hàng trăm người dân tại tòa nhà 249A, Thụy Khê, quận Tây Hồ, Hà Nội yêu cầu cơ quan chức năng có thẩm quyền ngừng việc cấp phép cho công ty Gentis thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 tại phòng xét nghiệm này do sợ lây lan dịch bệnh COVID-19. Hiện nay, các trung tâm bệnh viện lớn tại Hà Nội đều cung cấp dịch vụ lấy mẫu tại nhà và trả kết quả nhanh. Gần sát Tết, nhu cầu đi lại tăng cao, người dân muốn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại nhà trước khi về quê, du lịch. Hãy lựa chọn những cơ sở uy tín để tránh tiền mất tật mang.